Một em váy voan hoa cho các chị mình nha. Em này thì kim mã sản phẩm là 1535 và hiện tại thì shop vẫn đang có đủ size cho các chị lựa chọn từ 40 tới 65 cân. Form váy xòe thì rất là dễ mang đúng không? Chị nào mình cũng có thể mang hộp cho em, đặc biệt là dáng mà tròn có bụng thì em váy này cũng rất là ok, phù hợp luôn. Rồi chị yêu nào trong khoảng tầm 40 tới 65 cân cho em mình chốt nha cả nhà. Giao đến tận nơi và hỗ trợ cho các chị là xem hàng trước thanh toán luôn ạ. Hiện tại bây giờ lấy mẫu đầm nào cứ để lại thông tin ở bên dưới cho em là được nha. Mã sản phẩm nè, kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà. Nhanh tay em tư vấn và trừ hàng trừ size cho các chị luôn ha. Mã váy em mặc trên người đây sẽ là 1535 nha. Form này, form váy là form xòe cho các chị mình luôn. Cổ tim, tay lỡ, dáng đầm xòe dài cho các chị mình qua gối. Khóa hõng được may phía sau lưng ha. Hiện tại em đang có đủ size nha chị Mậu ơi. Mình có thể là đặt hàng cho em ở trên cái bài livestream này, sau đó mình bình luận cho em là mã số nè, rồi số điện thoại cho em ha. Còn về mà kỹ hơn nha là size số bao nhiêu sẽ có nhân viên chọn sau nha chị. Còn bây giờ đầu tiên mình cứ đặt mã vô cho em cái đã. Em mặc trên người đây sẽ là 1535 nha cả nhà, 1535 được chị cho thoải mái. Ở đây mặc size M nè, em 50 cân em mặc size M. Nhưng ví dụ như chị nào 55, 56 cân, 60 cân thì mình sẽ có cái size khác ha. Cái này mình không cần phải lo đâu mấy chị ơi, cứ để lại thông tin cho em đi. Rồi mặc size bao nhiêu sẽ có nhân viên tư vấn nè. Em mặc trên người đây sẽ là 1535 nha cả nhà ơi, mã sản phẩm cho em chưa? 1535 là một cái sản phẩm váy von hoa. Đây em mặc nè, em này là chất liệu là von gân, bên trong sẽ có lót không mỏng nha. Đối với sản phẩm nhà em may thì đầm nào mà nó xuyên thấu như là von nè hoặc là ren á thì sẽ có lót ở trong, kể cả các chị mặc ban ngày cũng không bao giờ sợ xuyên thấu. Rồi cổ tim, tay lỡ vào cái form váy xòe dài như này, chị nào dáng tròn có bụng vẫn tự tin mặc cho em. Cộng thêm là cái họa tiết hoa nhí mấy chị, lúc nào hoa nhí nhìn nó cũng sẽ dễ trung hơn rất là nhiều ha. Dòng màu này siêu trẻ đây chị Thảo Phạm, đang kiếm đầm mà mặc Tết nè thì em này rất là ok luôn, với cái tông hoa vàng cực kỳ trẻ trung và trắng da. Em bảo luôn mấy chị ơi, mặc cái này là phải da trắng lên mấy tông, phải trẻ ra vài tuổi cơ. Chất liệu von mềm mát, bên trong đứt lót không mỏng cho em nha. Em này chỉ có một cái là không có túi thôi. Đó, đối với chị nào thích có túi thì em sẽ có kiểu khác. Còn ai muốn mặc đầm xòe trơn bình thường đơn giản, lấy cho em cái này không lỗi thời, càng đơn giản càng không lỗi thời. Form sẽ là form váy xòe dài như này cho mình luôn ha. Cổ tim nè, độ sâu rất là vừa mang, không bị quá hở nha. Dạ 319.000 nha chị Ngọc Huệ, duy nhất trong bài live này của em thôi. Kết thúc livestream em về lại là giá 450.000 nếu các chị mua tại shop nha. Em vẫn đang bán tại shop mẫu đang mặc giá 450. Còn ngay hôm nay mà vô tình các chị xem trúng cái livestream này của em, giá chỉ có bao nhiêu ạ? 319 thôi. Ok chị Vân Anh, chúc 1535 luôn nè. Còn chị yêu nào nữa không? Nhớ nha cả nhà, nhanh tay đặt liền. Mình mua trên like, thứ nhất là được cái giá rẻ, 450 giảm còn có 319 là cũng phải xương xương tiết kiệm được hơn 100.000 rồi. Đó, mà lại có đầy đủ size cho các chị lựa chọn. Em có size M, size L, XL và 2X luôn. 40 cho tới là 65 cân vừa đẹp cho em nha. Rồi nhanh tay em tư vấn nha cả nhà ơi, form váy nè, quá đẹp luôn. Lấy mẫu nào bình luận liền tay cho em ở bên dưới ạ. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha cả nhà. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị mình luôn ha. Hello chị Ngọc Mỹ ha. Em mặc trên người là 1535 nha cả nhà ơi. Đừng quên chia sẻ like cho em nha, mỗi chị 3 lần thôi. Thật sự em thấy nó không mất nhiều thời gian của mình đâu mà mình đổi được một cái đầm sale giá quá là hời. 3 lần chia sẻ chỉ khoảng vài giây thôi mà lại sở hữu được một em váy và nó là siêu phẩm luôn. Giá thị trường một cái váy von hoa phân khúc đầm trung niên rơi vào đâu đó khoảng 500-700. Qua nhà em với chị không có 319 à, chưa tới 400.000. Mình cũng có một em đồng von hoa đẹp như thế này, chất liệu von gân nha, mặt mát nhẹ, bên trong thì có lót, sẽ không lo vấn đề là bị mỏng ha. Đó, ví dụ mua em này để dành đi chơi, đi du lịch, chụp hình mình cũng không có sợ nó bị xuyên thấu, bị mỏng manh. 1535 cho chị Thùy Nguyễn luôn ạ. Mã kèm số điện thoại cho em cả nhà ơi, chất liệu von gân. Đó, form là form váy dài. Ở đây em cao 1m6, mình thấy nó sẽ dài qua gối của em nè, nó ngang ngang bắp chân. Rồi chốt cho chị Hạnh Trần mã sản phẩm 1535 mẫu mặc luôn. 60 cân mặc được không sót? Được nha chị Liên ơi, mình có thể mặc cho em là size XL nếu eo dưới 78. Còn trường hợp mình đo cái phần eo này nó rơi từ 79 cho đến 84 thì mình có thể mặc lên là size 2X nha. Em có 4 size lận. Một váy như này về 4 size, mỗi một chị khách sẽ có nhân viên chọn size sau nha. Chị Phương Phạm trước 1535 nè. Rồi còn chị nào không? một màu duy nhất thôi. Nhưng mà cái màu này đẹp mấy chị, màu này nó không có kén da, nó không có bị kiểu như là quá lè lẹt quá sáng đâu. Đó, ở ngoài nhìn rất là vừa luôn, kiểu màu xanh nè, cái nền của nó hơi xanh xanh xám xám nha. Đó, như vậy màu đen đâu, hoa sẽ là hoa màu vàng nha. Trời ơi, em này sắm mặt Tết là quá ok luôn quý chị ơi. 1535 kèm số điện thoại cho em nha. Đừng quên chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần ha. Lên trang cá nhân hoặc là lên trang có hội nhóm đều ok luôn ạ. Chốt mã sản phẩm cho em nha cả nhà, 1535 kèm số điện thoại cho em ha. Đừng quên nhớ nha cả nhà ơi, 3 lần chia sẻ live stream. Với lại hôm nay dồn đơn 600.000 là các chị sẽ được reship. Ok chị Ngọc Đoàn có đơn luôn ạ. Mã sản phẩm là 1535 cho em nha. Size 2XL, L84, tối đa cho em vải này L84. Do là cái chất liệu von nó sẽ không có độ co giãn cao, thành ra sẽ không có trừ hao nhiều. Đó, bây giờ chị nào dưới 65 cân cho em mình cứ chốt đi đã. Chốt cho em cái mã số nha, 1535 kèm số điện thoại. Lên đơn chị Mai Hoa luôn nè. Rồi chị Thanh Nhàn có, em chỉ có hoa vàng thôi. Chị thích hoa màu khác thì nó sẽ ra một cái kiểu khác được không? Còn em mặc trên người 1535, chị nào ưng thì chốt đơn nha.